Trong 9 tháng năm 2022, sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh ổn định, năng suất và sản lượng các loại cây trồng vật nuôi chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 10.394 tỷ đồng, tăng 5,13% so với cùng kỳ năm 2021. Để đạt được kết quả đó, ngay từ đầu năm, ngành nông nghiệp và các địa phương đã tập trung chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản để mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế của địa phương gắn với nhu cầu thị trường ưu tiên mô hình theo tiêu chuẩn việt gáp liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu chú trọng hình thức các phụ nguyên liệu tập trung quy mô lớn gắn với các cơ sở sơ chế chế biến đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp hiệu quả tích cực tham gia các hội chợ triển lãm, hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh để doanh nghiệp tại Đắk Lắk có cơ hội quảng bá thương hiệu sản phẩm, giới thiệu rộng rãi đến người tiêu dùng và tìm kiếm đối tác, mở rộng giao thương hợp tác. Tỉnh cũng đã tổ chức xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên sang Trung Quốc theo nghị định thư ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Đây là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng bởi Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất trên thế giới hiện nay.